Nga liên tiếp đánh bật các lực lượng của Ukraine tại Kurs. Kênh Military Samara đưa tin tại mặt trận Kurs, các video định vị địa lý tiếp theo cho thấy quân đội Nga RFAF đã giành lại được làng Tonstiluk. Các cảnh quay từ phía bắc Lưu cũng cho thấy họ một lần nữa triển khai bộ binh thành công. Theo thông tin từ phía Ukraine, lực lượng Moscow được cho là đã chiếm được một số vị trí xa hơn trên khu vực phía nam Hryhorivka dọc theo kênh đào Chasovya các cảnh quay xa hơn về phía Nam cũng cho thấy RFAF vượt qua kênh đầu. Có các video định vị tiếp theo tại Pokrovs cho thấy quân đội Nga đã chiếm được các vị trí xa hơn ở Lysivka. Họ cũng đang tấn công tại phía Bắc Selidove. Cùng với đó, một nhà quan sát người Ukraine tuyên bố rằng RFAF đang tiến từ phía Nam về phía Vizhneve chỉ cách ngôi làng 1 km. Theo Katerinivka, lực lượng Moscow cũng đang hoạt động trở lại, phát động một cuộc đột kích cơ giới quy mô lớn ở đó, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy sự hiện diện của EDFAF trong ngôi làng ở dưới phía đông. Kênh Tidopka xác nhận lực lượng Kiev đã phải nói lời tạm biệt đầu cầu của họ ở quận Goloskovsky thuộc vùng Kurs. Như vậy, ý đồ mở mũi đột phá thứ hai nhằm cứu nguy cho nhóm lực lượng chính đã phá sản bởi cuộc phản công thần tốc của lực lượng Moscow chỉ còn lại tại một số mảnh vụn tại dưới biên giới. Nhìn chung, mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn đối với quân đội Ukraine AFU. Một trong những yếu tố ảnh hưởng là sự thay đổi nhanh chóng về thời tiết. Mùa thu đã đến, đồng nghĩa với mưa, đường lầy lội khiến khả năng di chuyển của cả hai bên bị giảm đáng kể. Các nhà bình luận quân sự cho rằng yếu tố thời tiết đang là đồng minh đứng về phía Nga khi họ dùng chủ yếu là các phương tiện vốn ít bị ảnh hưởng bởi bùn lây hơn so với các xe thiết giáp bánh lốp của Ukraine. Trong khi đó, theo kênh Riba, trên hướng Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc tại khu vực noviput thuộc quận gluskovo gần biên giới một xe bọc thép chở quân skyker do mỹ sản xuất khác đã bị uav tấn công tiêu diệt tại quận kodenevo có các trận chiến tại khu vực liubimovka còn tại quận sutza có các cuộc đụng độ gần Tonsilov cũng như là làng novoivanovka lần cận theo thông tin sơ bộ, các khu định cư và Vanovka đã được lực lượng Moscow kiểm soát, đồng thời một cuộc tập kích hiệu quả khác vào mục tiêu AFU bằng vũ khí có điều khiển từ UAV InoKodes Orion đã được ghi nhận tại Goncharovka. Ở vùng Sumy, máy bay Nga tiếp tục oanh kích các mục tiêu cũng như các cơ sở năng lượng đối phương trong khu vực. Nga bất ngờ gặt thái kết quả tại Vremivka và Chasovya Kênh ba đưa tin, Moscow đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa khác vào cơ sở hạ tầng cảng đối phương tại Odessa, gây hư hại cho một số tàu container. Theo hướng Slobozansky, Kharkov, quân đội Nga đang đột phá vào các vị trí Ukraine trên khu vực biên giới phía nam Zurab -Lipka. Về phía Vremivka, RFAF tiếp tục phát huy thành quả từ những ngày trước, đánh bật đối phương khỏi một số vị trí phía Bắc, Levatne. Tại Bắc Mớt, Atemovs, lực lượng Moscow trong cuộc tấn công vào các vị trí phía Tây Krasne đã chiếm được một vị trí tại phía Nam Chasovya. Theo kênh Avi quân đội Nga tiến vào ba nơi gần Chasovya nhằm đánh sập thành phố trong thế cộng kìm. Những thành công của RFAF cũng được các nhà phân tích quân sự Ukraine thuộc kênh Deepset ghi nhận. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow tấn công phía nam thành phố, nơi họ rẽ vào một ngã ba trên con đường dẫn đến Chasovya từ Bắc Mớt, Kontantinovka. Về phía Bắc, trong khu vực Kalinovka và Grigoyevka, các mũi xung kích Nga cũng giành được thắng lợi. Các nguồn tin ủng hộ Moscow cũng đã xác nhận về các bước tiến mới này. Truyền thông ủng hộ Kiev nhận xét, đánh giá theo sơ đồ cuộc tấn công tại Chasovya, nơi tương đối yên tĩnh trong những tuần gần đây, quân đội Nga đang cố gắng phát triển hai bên sườn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ ra ba mặt trận nóng bỏng nhất. Ukrainska Pravda đưa tin, vào tối ngày 14 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo 189 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận, nóng nhất là Kurakove, Pokrovs và Liman. Báo cáo có đoạn, Nga tiến hành một cuộc tập kích tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 38 cuộc không kích, thả 67 quả bom dẫn đường, Ngoài ra, họ còn sử dụng hơn 400 UAV, thực hiện hơn 2.250 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ ngăn chặn hầu hết các đợt xung phong của đối phương tại Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivers, Gramatos, Torres, Orekhov, cũng như đợt Nga không hoạt động tại Vremovsky, Guliaipolie, AFU tiếp tục đột phá khu vực Kursk. Về phía Pokrovsk, Kể từ đầu ngày, RSFASF đã xung phong 38 lần tại Kurakove. đối phương đã thực hiện 50 nỗ lực trong thùng hàng phòng ngự báo cáo cho hay. DeepSet cho biết, Nga tiến vào Torres. Dạng sáng nay ngày 15 tháng 10, các nhà phân tích thuộc kênh DeepSet có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR, đã cập nhật bản đồ cho thấy bước tiến của quân đội Nga tại khu vực Luhansk, Donetsk, đặc biệt là thành phố Torres. Báo cáo viết, đối phương tiến gần Nevsky, Vodjanoi, Zolotoniva, Priyutnoye, Torres. Nga phóng UAV, Ukraine báo động. Không quân Ukraine trên Telegram vào tối ngày 14 tháng 10 thông báo quân đội Nga đã triển khai máy bay không người lái tập kích vào lãnh thổ Ukraine. Lúc 20 giờ 31 phút, báo động không kích đã được ban bố khi UAV xuất hiện ở Kherson, Mykolaiv từ 20 giờ 46 phút đến 23 giờ 39 phút, UAV Nga hoạt động ở Biển Đen, Nikolaev, Kirovograd, Odessa, Vinnytsia, Chekasi, Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Kharkov. Tiếp đó, từ 00 giờ 39 phút ngày 15 tháng 10, đường bay của UAV đối phương được ghi nhận tại các khu vực Kharkov, Poltava, Sumy, Chekasi, Kiev, Chernihiv. Trước đó, vào đêm ngày 13 dạng sáng ngày 14 tháng 10, lần đầu tiên sau gần 50 ngày, quân đội nga không tấn công ukraine bằng uav. Ông Zelensky cho biết có một triệu uav đã được mua và chuyển ra mặt trận. Ukraine Pravda đưa tin trong bài phát biểu vào tối ngày 14 tháng 10, tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ một triệu uav đã được mua và chuyển đến mặt trận bằng ngân sách chính phủ. Ông nói đã có một báo cáo từ cố vấn chiến lược Alexander Kamesin về quá trình chế tạo sản xuất trong nước và giao hàng cho quân đội. Tính đến hôm nay, đã có một triệu UAV được mua bằng ngân quỹ nhà nước và chuyển ra mặt trận. Nhà lãnh đạo cũng lưu ý rằng, ngoài chính phủ, UAV cho lực lượng Kiev còn được cung cấp bởi các tình nguyện viên. Tôi muốn cảm ơn từng người đã tạo ra công nghệ cho quân đội của chúng tôi, tất cả các nhà sản xuất Ukraine, toàn bộ lĩnh vực công, tất cả các đối tác đầu tư vào sản xuất UAV ở Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng nguồn công này và điều quan trọng nhất là sự phát triển công nghệ giúp chúng tôi bảo vệ mạng sống của binh lính mình. Ukraine sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng tại Hội nghị Thượng đỉnh EU Erdogan Pravda đưa tin, thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Sergei Nikiforov xác nhận ông Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu tại Hội đồng châu Âu vào ngày 17 và ngày 18 tháng 10. Cuộc họp đặc biệt sẽ được dành để hỗ trợ thêm cho Kiev, nguyên thủ quốc gia, có thể sẽ trình bày với các nhà lãnh đạo EU về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Mặc dù ông Nikiforov không nêu rõ chủ đề bài phát biểu của Tổng thống, nhưng ông Zelensky nói trong một bài phát biểu vào tối ngày 14 tháng 10 rằng tuần này chúng tôi sẽ trình bày với tất cả các đối tác ở châu Âu về chiến lược của chúng tôi nhằm buộc Nga phải chấm dứt cuộc chiến này một cách công bằng. Ông nói thêm, tất nhiên kế hoạch chiến thắng sẽ được trình bày công khai và cùng với phản hồi đầu tiên mà chúng tôi nhận được từ các đối tác của mình và tất cả chúng tôi ở Ukraine thực sự cần sự hỗ trợ tối đa. Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, ở mọi khía cạnh đặc biệt là những diễn biến trên tiền tuyến cũng như việc tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Ukraine và người dân nước này. Trước đó, ông Zelensky đã trình bày kế hoạch với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các ứng cử viên tổng thống, sau đó ông đã đi công du châu Âu và chia sẻ kế hoạch này với các nhà lãnh đạo Pháp, Ý và Anh. Được biết, điều đầu tiên trong kế hoạch là mời Ukraine gia nhập NATO. Hội đồng Ukraine-NATO họp tại Brussels Europin Pravda đưa tin, Hội đồng Ukraine-NATO, cơ quan chủ chốt về hợp tác của Kiev với Liên minh, sẽ họp vào thứ Năm, ngày 17 tháng 10, như một phần của cuộc họp giữa các quốc gia thành viên Liên minh ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng. Theo chương trình, Hội đồng Ukraine-NATO sẽ được tổ chức theo hình thức bữa tiệc làm việc vào tối ngày 17 tháng 10. Hiện chưa rõ họ sẽ họp ở cấp độ nào và ai sẽ đại diện cho Ukraine. Hội đồng NATO-Ukraine họp lần cuối vào cuối tháng 8. Tại thời điểm đó, các bên tham gia đã lên án các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Kiev. Hội đồng được thành lập theo quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Vilnius vào tháng 7 năm 2023 với tư cách là cơ quan hợp tác mới giữa Kiev và NATO. Nhiệm vụ huấn luyện quân sự chỗ Ukraine của EU sẽ kéo dài thêm 2 năm. European Pravda đưa tin, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, Jobs Borrell cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã thảo luận hôm 14 tháng 10 về việc gia hạn phái đoàn huấn luyện EU, gọi tắt là EUMAM, nơi cung cấp đào tạo cho quân đội Ukraine. Theo ông Borrell, lực lượng Kiev đang chịu áp lực lớn dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Áp lực này ngày càng lớn hơn so với trước đầu mùa hè, Ông tuyên bố chúng ta phải cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine nhiều khả năng hơn và xây dựng phái đoàn huấn luyện của chúng ta. Chúng tôi sẽ gia hạn nhiệm vụ của phái đoàn EU-MAM trong hai năm tới. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng đề cập đến vấn đề chặn nguồn tài chính từ Quỹ Hòa bình châu Âu, vốn được sử dụng để bù đắp cho các quốc gia thành viên về viện trợ quân sự cung cấp cho Ukraine. Theo ông Borrell, chúng tôi gần như đã đạt được việc gỡ bỏ ngăn chặn nhưng không công bố quyết định cụ thể. Đồng thời, ông hứa rằng sau khi đưa ra quyết định cần thiết, ông sẽ đến thăm Ukraine và việc này sẽ diễn ra trước khi nhà ngoại giao hàng đầu của EU này kết thúc nhiệm kỳ. Phái đoàn EU-MAM được thành lập vào tháng 10 năm 2022 để hỗ trợ đào tạo quân nhân Ukraine. Trong khuôn khổ EU-MAM, các cuộc tập trận diễn ra chủ yếu ở Ba Lan và Đức. Trước đó, ông Borrell cho biết EU không ủng hộ các hoạt động của phái đoàn EU-MAM trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đồng ý tiến hành chuẩn bị càng gần biên giới Ukraine càng tốt để hoạt động này hiệu quả hơn. Báo Dân Chí mới đây đưa tin, thời tiết xấu ảnh hưởng đến các kế hoạch tiến công của Ukraine ở Kursk, trong khi cho phép Nga giành lại lãnh thổ. Trang tin AviaPro dẫn nhận định của nhà phân tích quân sự Yuri Podolnyaka cuối tuần qua cho biết quân đội Nga đang tích cực dùng yếu tố thời tiết làm lợi thế, ngăn đà tiến công của lực lượng Ukraine ở Kursk. Theo ông, những con đường lây lội do mưa lớn và thời tiết lạnh giá đang ảnh hưởng đến việc vận chuyển thiết bị của quân đội Ukraine trên các đường đất. Do đó, kế hoạch phản công của Ukraine ở khu định cư Liubimovka, nơi diễn ra các trận chiến quan trọng trong những tuần gần đây, đã bị phá vỡ. Một vấn đề quan trọng khác đối với lực lượng vũ trang Ukraine là sự gián đoạn vận chuyển và tăng viện cho các đơn vị đồn trú của họ do đường xá khó tiếp cận. Ông Podolyak lưu ý quân đội nga đạt được thành công ở phía nam quận Kurskobsky là do họ có thể ngăn chặn nguồn tiếp tế và quân tăng viện của Ukraine. Chuyên gia này cho biết các cứ điểm của Ukraine không nhận được đạn dược hoặc quân tiếp viện, do đó họ để mất các vị trí chuyên gia Podolyak đưa ra một ví dụ khác về việc lực lượng vũ trang Nga đã tận dụng yếu tố thời tiết để giành ưu thế ở khu vực Chekaskaya, Konopenka. Theo ông, trước đó quân đội Nga không thể tiếp cận các vị trí của đối phương, nhưng những thay đổi về địa hình đã tạo ra lợi thế chiến thuật cho họ. Đến nay, mặc dù quân đội Ukraine đã cố gắng phản công, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng xe tăng, nhưng những nỗ lực này đều thất bại do điều kiện thời tiết đã hạn chế khả năng di chuyển. Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kurs ở biên giới Nga từ đầu tháng 8, bất chấp việc nguồn nhân lực thiết bị hạn hẹp và đang bị cáo căng ở mặt trận miền Đông. Mục tiêu của chiến dịch này là buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi miền Đông Ukraine và giúp nâng vị thế của Kiev trên bàn đàm phán trong tương lai với Moscow. Ở giai đoạn đầu, quân đội Ukraine đạt được bước tiến nhanh chóng, kiểm soát gần 1.300 km vuông. Tuy nhiên, đà tiến này chững lại sau đó, khi Nga bắt đầu đưa viện binh đến. Đáng chú ý là Moscow không phải rút quá nhiều lực lượng từ mặt trận miền Đông như dự đoán của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã dần dần giành lại quyền kiểm soát các khu định cư ở Kursk, đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía biên giới. Theo cơ quan này, Ukraine đến nay đã mất hơn 22.000 quân cho chiến dịch Kursk. Một số nhà phân tích cho rằng quân đội Ukraine có thể chỉ trụ lại ở Kurs trong vòng vài tuần hoặc vài tháng nữa. Theo nhà phân tích người Đức Julian Rupke, một trong những điểm then chốt mà Ukraine vẫn nắm giữ ở Kursk là thành phố xuất gia. Tuy nhiên, theo ông, trận chiến lớn của Nga nhằm giành lại thành phố này chưa bắt đầu. Ông nói và dự đoán cuộc chiến giành quyền kiểm soát xuất trong thời gian tới sẽ mang tính quyết định cục diện ở Kursk. Nga đang tiến về phía biên giới của họ một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, đẩy quân Ukraine ra khỏi Kuverkus. Thông tin từ Vietnamnet cho hay, truyền thông Israel đã công bố một số thông tin xoay quanh loại máy bay không người lái UAV khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 67 người khác bị thương gần binyamina Tờ Bưu điện Jerusalem hôm nay ngày 14 tháng 10 cho biết cuộc tấn công UAV nhằm vào căn cứ quân sự gần Benjamin Israel đã cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng lên bởi loại vũ khí này trong môi trường chiến tranh hiện đại. Được biết, loại UAV mà nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon sử dụng trong vụ tấn công lần này có tên là Misat 1, khí tài dựa trên những bản thiết kế của Iran và được nhóm này sử dụng từ hai thập kỷ trước. Theo thông tin do Trung tâm Nghiên cứu ANMA của Israel công bố, Misan-1 là UAV được thiết kế dựa theo mẫu Moha 2 có xuất xứ từ Iran. Tất nhiên, loại UAV này đã được chỉnh sửa lại để phù hợp với những nhiệm vụ tác chiến của Hezbollah. Misan-1 khi thực hiện nhiệm vụ có thể mang theo 40 kg thuốc nổ, tốc độ bay nhanh nhất đạt 370 km với tầm hoạt động lên tới 120 km. Kể từ năm 2002, Hezbollah đã sử dụng UAV Misat 1 cho các hoạt động trinh sát và tấn công, cũng như thường xuyên xâm nhập vào không phận Israel. Trong cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự gần Binyamina, phía Hezbollah đã sử dụng nhiều đợt tên lửa để khiến các hệ thống phòng không Israel bị quá tải, cũng như che chắn cho các UAV. Ít nhất một UAV đã thoát sự theo dõi của phòng không Israel và tấn công vào căn cứ quân sự vào tối ngày 13 tháng 10. Ở một diễn biến khác, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã công bố thông tin sơ lược về bốn binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công. Cụ thể, những người này mang quân hàm trung sĩ và đều mới 19 tuổi. Theo thông tin từ báo Dân trí, Ukraine vào ngày 14 tháng 10 tuyên bố đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự đồn trú tại một sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga vào cuối tuần qua. Theo đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một máy bay vận tải Tu-134 của Nga tại sân bay quân sự ở vùng Odenburg, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.000 km vào dạng sáng ngày 13 tháng 10. Cơ quan này nêu rõ trên các phương tiện truyền thông xã hội, một chiếc Tu-134 thuộc Trung đoàn Hàng không Vận tải Quân sự số 117 của Nga đã bốc cháy vào dạng sáng ngày 13 tháng 10. Những chiếc máy bay như thế này được chế tạo từ thời Liên Xô, chủ yếu được sử dụng để chờ lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga cơ quan tình báo quân sự ukraine cũng đăng tải đoạn video về những gì ukraine cho là một cuộc tấn công đột phá cho thấy ngọn lửa bùng cháy bên trong một chiếc máy bay tuy nhiên phía kiev không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện cuộc tấn công này theo các nguồn tin đây là tuyên bố mới nhất của ukraine về một cuộc tấn công đằng sau phòng tuyến của nga ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ nga trong những tháng gần đây nhắm vào các địa điểm quân sự và cơ sở năng lượng nhằm phá hoại hậu cần quân sự của nga hiện Nga chưa có bình luận gì về những tuyên bố này của Ukraine. Theo báo Dân Chí đưa tin, Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên của đơn vị phía Nam thuộc quân đội tình nguyện Ukraine tuyên bố rằng việc ký ép giành lại mũi kiên bờn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhiệm vụ này sẽ phụ thuộc vào năng lực và sự chuẩn bị của quân đội Ukraine, ông cho hay. Ông Bratchuk nói, quyết định sẽ được cấp chỉ huy cao hơn đưa ra. Giờ đây chúng ta không thể nói rằng một cuộc tấn công vào kiên bờn sẽ diễn ra ngay lập tức. Hoạt động này sẽ được tiến hành một cách toàn diện bằng nhiều phương tiện khác nhau. Câu hỏi không phải Ukraine có giành lại Kienbern hay không, mà là khi nào và tùy theo khả năng, nguồn lực và nhiệm vụ tác chiến mà chúng ta hiện có. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đang chuẩn bị giành lại Kienbern vì họ coi đây là một trong những hướng tấn công chính ở mặt trận miền Nam Ukraine. Ông Bradych nhấn mạnh. Hoạt động tác chiến của Ukraine xung quanh Kinburn Spit diễn ra từ từ, mục tiêu rất rõ ràng, loại bỏ quân đối thủ, thiết bị và làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga tại địa điểm này. Mũi đất là một điểm chiến lược thiết yếu để tiến lên và giành lại lãnh thổ của chúng ta. Ông giải thích tầm quan trọng chiến lược của Kinburn đối với việc khôi phục hoạt động tại cảng Mykolaiv và các tuyến đường thương mại trên biển. Ông Bratchuk giải thích Ukraine phải giành lại được Kiên và toàn bộ khu vực Mykolaiv. Điều này sẽ cho phép cảng Mykolaiv tiếp tục hoạt động, tham gia vào các cảng chính ở Odessa và hướng tới các hành lang xuất nhập khẩu của đất nước chúng ta. Đối thủ giữ chặt vào vị trí này vì nó cho phép Nga duy trì áp lực lên khu vực Biển Đen phía Tây Bắc. Nga đang tăng cường nhân sự vũ khí và đã triển khai một số tàu thuyền từ đội tàu ở Crimea tới đây. Mũi Kinburn là một giải đất nhỏ được hình thành nơi sông Dnieper gặp biển đen. Theo giới quan sát, phía nào kiểm soát được mũi Kinburn sẽ kiểm soát được lối vào sông Dnieper và các cảng ở Kherson và Mykolaiv. Nga đã giành được bán đảo Kinburn vào tháng 6 năm 2022. Sau khi giành được quyền kiểm soát khu vực, Nga đã tiến hành các cuộc tập kích bằng pháo và tên lửa nhằm vào Ukraine từ đây. Bộ Chỉ huy tác chiến phía nam của Ukraine trước đây đã mô tả khu vực này là trọng tâm nguồn lực, vũ khí và thiết bị của đối thủ. Dù Nga đã rút quân khỏi một phần Kherson từ mùa thu năm 2022, nhưng họ vẫn duy trì hiện diện ở Kinburn trong hơn hai năm qua. Nắm được bơn giúp Nga triển khai lực lượng vào sâu Biển Đen kiểm soát các tuyến đường tới hai cảng là Mykolaiv và Kherson, cũng như là ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Ukraine vào Crimea. Trong thời gian qua, Ukraine đã thực hiện một số vụ đột kích vào Kienber nhằm làm tiêu hao năng lực tác chiến của Nga. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, nếu giành lại được mũi Kienber, Ukraine sẽ nắm được vị trí tiền tiêu cho hoạt động trong tương lai ở bờ trái sông Đerdniper nơi Nga đang kiểm soát. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ nhận định, việc Ukraine kiểm soát mũi đất Kienber sẽ khiến Nga giảm bớt các cuộc tấn công vào bờ biển đen do Ukraine kiểm soát, tăng cường hoạt động hải quân trong khu vực. Ukraine sẽ có cơ hội lớn hơn để tiến sang bờ trái của vùng Kherson mà không phải đối phó với mưa hỏa lực quá lớn của Nga nếu so với phương án vượt qua sông Dnieper. Trang tin quân sự Aviapro vào ngày 14 tháng 10 đưa tin các hoạt động quân sự tích cực vẫn tiếp diễn ở Tinkus và quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể khi giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Chekaskaya-Konopenka. Các binh sĩ của lực lượng vũ trang Nga, bao gồm lính thủy đánh bộ của Lữ đoàn 810, Lữ đoàn tấn công đường không số 11 và các đơn vị của lực lượng Siver phía Bắc đã đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Chekaskaya. Hiện Nga chỉ còn 6 km nữa là đến trung tâm khu vực Suza. Điều này khiến cuộc tiến công của Nga trở thành một bước quan trọng hướng tới việc kiểm soát hoàn toàn mặt trận. Chiến dịch giành lại Chekaskaya-Konopenka diễn ra trong điều kiện giao tranh ác liệt quân đội Ukraine đã tích cực giữ vững vị trí và tiến hành một số cuộc phản công. Một trong những khu vực xung đột chính là khu định cư Zelenysiliak, nơi các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng đột phá qua phòng tuyến của quân đội Nga, nhưng tất cả các cuộc tấn công của họ đều bị đẩy lùi. Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng ở khu vực Kursk, nơi các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Theo các nguồn tin phương Tây và Ukraine, quân đội Nga đang tiến quân, lợi dụng điều kiện thời tiết xấu đi để giành lợi thế. Các phóng viên chiến trường Nga cho biết quân đội Nga đã kiểm soát được một số khu định cư quan trọng bao gồm Onhypka, Lyubimovka và Tonsiluk, cũng như một phần của Novo-Vanika. Những bước tiến này đã được xác nhận từ cả phía Ukraine và phương Tây. Một trong những quân nhân Ukraine, Alex, đã chia sẻ thông tin về những gì đang diễn ra ở Kursk theo Alex, thời tiết đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi tiến trình của các trận chiến do đường lầy lội và mưa lớn, việc di chuyển các phương tiện bánh lốp của lực lượng vũ trang Ukraine trở nên khó khăn. Điều này không cho phép quân đội Ukraine thực hiện các kế hoạch phản công và mở đường cho khu định cư Liubimovka, nơi các trận chiến ác liệt nhất đang diễn ra. Trong báo cáo về tình hình chiến sự ở Kursk hôm 14 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của đối phương về phía Lưu Bimovka, và Tonsilok. Nhóm tác chiến phía Bắc đã tiếp tục tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Lưu Bimovka, Noviput, Tonsilok và Blekovo. Quân đội Nga tuyên bố tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của 12 lữ đoàn Ukraine ở Kursk lực lượng tên lửa và máy bay chiến đấu Nga đã tấn công lực lượng dự bị của Ukraine. Trong ngày 14 tháng 10, Nga cho biết Ukraine đã mất hơn 300 quân, 8 xe chiến đấu bọc thép cùng 3 khẩu pháo và 11 phương tiện. Cuộc tấn công của Nga cũng buộc quân nhân Ukraine đầu hàng. Kể từ khi bắt đầu chiến sự ở khu vực biên giới của Nga vào đầu tháng 8, tổn thất của Ukraine được cho là đã lên tới hơn 2.950 quân nhân, 72 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 917 xe chiến đấu bọc thép. Trang tin quân sự Aviapro vào ngày 14 tháng 10 đưa tin các hoạt động quân sự tích cực vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kurs và quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể khi giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Chekaskaya konopenka Các binh sĩ của lực lượng vũ trang Nga, bao gồm lính thủy đánh bộ của lữ đoàn 810, lữ đoàn tấn công đường không số 11 và các đơn vị của lực lượng Sever phía Bắc đã đẩy lùi quân đội Khaina khỏi Chekaskaya. Hiện Nga chỉ còn 6 km nữa là đến trung tâm khu vực Suza, điều này khiến cuộc tiến công của Nga trở thành một bước quan trọng hướng tới việc kiểm soát hoàn toàn mặt trận. Chiến dịch giành lại Chekaskaya-Konopenka diễn ra trong điều kiện giao tranh ác liệt, quân đội Ukraine đã tích cực giữ vững vị trí và tiến hành một số cuộc phản công. Một trong những khu vực xung đột chính là khu định cư Zelenskoye, nơi các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng đột phá qua phòng tuyến của quân đội Nga, nhưng tất cả các cuộc tấn công của họ đều bị đẩy lùi. Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng ở khu vực Kursk, nơi các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Theo các nguồn tin phương Tây và Ukraine, quân đội Nga đang tiến quân, lợi dụng điều kiện thời tiết xấu đi để giành lợi thế. Các phóng viên chiến trường Nga cho biết quân đội Nga đã kiểm soát được một số khu định cư quan trọng bao gồm Onhypka, Lyubimovka và Tonsiluk, cũng như một phần của Novo-Vanika. Những bước tiến này đã được xác nhận từ cả phía Ukraine và phương Tây. Một trong những quân nhân Ukraine, Alex, đã chia sẻ thông tin về những gì đang diễn ra ở Kursk theo Alex, thời tiết đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi tiến trình của các trận chiến do đường lầy lội và mưa lớn, việc di chuyển các phương tiện bánh lốp của lực lượng vũ trang Ukraine trở nên khó khăn. Điều này không cho phép quân đội Ukraine thực hiện các kế hoạch phản công và mở đường cho khu định cư Lyubimovka, nơi các trận chiến ác liệt nhất đang diễn ra. Trong báo cáo về tình hình chiến sự ở Kursk hôm 14 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của đối phương về phía Lyubimovka, Onkopka và Tonsilok. Nhóm tác chiến phía Bắc đã tiếp tục tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần lưu Bimokka, Malaya Noviput, Tonsilok và Blekovo. Quân đội Nga tuyên bố tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của 12 lữ đoàn Ukraina ở Kursk. Lực lượng tên lửa và máy bay chiến đấu Nga đã tấn công lực lượng dự bị của Ukraine. Trong ngày 14 tháng 10, Nga cho biết Ukraine đã mất hơn 300 quân, 8 xe chiến đấu bọc thép cùng 3 khẩu pháo và 11 phương tiện. Cuộc tấn công của Nga cũng buộc quân nhân Ukraine đầu hàng. Kể từ khi bắt đầu chiến sự ở khu vực biên giới của Nga vào đầu tháng 8, tổn thất của Ukraine được cho là đã lên tới hơn 2.950 quân nhân, 72 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 917 xe chiến đấu bọc thép. Báo Dân Chí mới đây đưa tin thời tiết xấu ảnh hưởng đến các kế hoạch tiến công của Ukraine ở Kursk, trong khi cho phép Nga giành lại lãnh thổ. Trang tin AVA Pro dẫn nhận định của nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka cuối tuần qua cho biết quân đội Nga đang tích cực dùng yếu tố thời tiết làm lợi thế ngăn đà tiến công của lực lượng Ukraine ở Kursk. Theo ông, những con đường lây lội do mưa lớn và thời tiết lạnh giá đang ảnh hưởng đến việc vận chuyển thiết bị của quân đội Ukraine trên các đường đất. Do đó, kế hoạch phản công của Ukraine ở khu định cư Liêu Bimovka, nơi diễn ra các trận chiến quan trọng trong những tuần gần đây, đã bị phá vỡ. Một vấn đề quan trọng khác đối với lực lượng vũ trang Ukraine là sự gián đoạn vận chuyển và tăng viện cho các đơn vị đồn trú của họ do đường xá khó tiếp cận. Ông Podolyaka lưu ý quân đội Nga đạt được thành công ở phía nam quận Kaluskovsky là do họ có thể ngăn chặn nguồn tiếp tế và quân tăng viện của Ukraine. Chuyên gia này cho biết các cứ điểm của Ukraine không nhận được đạn dược hoặc quân tiếp viện, do đó họ để mất các vị trí. Chuyên gia Podolyak đưa ra một ví dụ khác về việc lực lượng vũ trang Nga đã tận dụng yếu tố thời tiết để giành ưu thế ở khu vực Chekaskaya-Konopenka. Theo ông, trước đó quân đội Nga không thể tiếp cận các vị trí của đối phương, nhưng những thay đổi về địa hình đã tạo ra lợi thế chiến thuật cho họ. Đến nay, mặc dù quân đội Ukraine đã cố gắng phản công, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng xe tăng, nhưng những nỗ lực này đều thất bại do điều kiện thời tiết đã hạn chế khả năng di chuyển. Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk ở biên giới Nga từ đầu tháng 8, bất chấp việc nguồn nhân lực thiết bị hạn hẹp và đang bị kéo căng ở mặt trận miền Đông. Mục tiêu của chiến dịch này là buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi miền đông Ukraine và giúp nâng vị thế của Kiev trên bàn đàm phán trong tương lai với Moscow. Ở giai đoạn đầu, quân đội Ukraine đạt được bước tiến nhanh chóng, kiểm soát gần 1.300 km vuông. Tuy nhiên, đà tiến này chững lại sau đó, khi Nga bắt đầu đưa viện binh đến. Đáng chú ý là Moscow không phải rút quá nhiều lực lượng từ mặt trận miền đông như dự đoán của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã dần dần giành lại quyền kiểm soát các khu định cư ở Kursk để lùi lực lượng Ukraine về phía biên giới. Theo cơ quan này, Ukraine đến nay đã mất hơn 22.000 quân cho chiến dịch Kursk. Một số nhà phân tích cho rằng quân đội Ukraine có thể chỉ trụ lại ở Kursk trong vòng vài tuần hoặc vài tháng nữa. Theo nhà phân tích người Đức Julian Rupke, một trong những điểm then chốt mà Ukraine vẫn nắm giữ ở Kursk là thành phố Suza. Tuy nhiên, theo ông, trận chiến lớn của Nga nhằm giành lại thành phố này chưa bắt đầu. Ông nói và dự đoán cuộc chiến giành quyền kiểm soát rút ra trong thời gian tới sẽ mang tính quyết định cục diện ở Kursk. Nga đang tiến về phía biên giới của họ một cách chậm rãi nhưng chắc chắn đẩy quân Ukraine ra khỏi khu vực Kursk. Thông tin từ Vietnamnet cho hay, truyền thông Israel đã công bố một số thông tin xoay quanh loại máy bay không người lái UAV khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 67 người khác bị thương gần Binyamina. Tờ Bưu điện Jerusalem hôm nay ngày 14 tháng 10 cho biết cuộc tấn công UAV nhằm vào căn cứ quân sự gần Binyamina, Israel đã cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng lên bởi loại vũ khí này trong môi trường chiến tranh hiện đại. Được biết, loại UAV mà nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon sử dụng trong vụ tấn công lần này có tên là Misat-1, khí tài dựa trên những bản thiết kế của Iran và được nhóm này sử dụng từ hai thập kỷ trước. Theo thông tin do Trung tâm Nghiên cứu Anma của Israel công bố, Misan-1 là UAV được thiết kế dựa theo mẫu Moha 2 có xuất xứ từ Iran. Tất nhiên, loại UAV này đã được chỉnh sửa lại để phù hợp với những nhiệm vụ tác chiến của Hezbollah. Misan-1 khi thực hiện nhiệm vụ có thể mang theo 40 kg thuốc nổ, tốc độ bay nhanh nhất đạt 370 km với tầm hoạt động lên tới 120 km. Kể từ năm 2002, Hezbollah đã sử dụng UAV Misat 1 cho các hoạt động trinh sát và tấn công, cũng như thường xuyên xâm nhập vào không phận Israel. Trong cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự gần Binyamina, phía Hezbollah đã sử dụng nhiều đợt tên lửa để khiến các hệ thống phòng không Israel bị quá tải, cũng như che chắn cho các UAV. Ít nhất một UAV đã thoát sự theo dõi của phòng không Israel và tấn công vào căn cứ quân sự vào tối ngày 13 tháng 10. Ở một diễn biến khác, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã công bố thông tin sơ lược về bốn binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công. Cụ thể, những người này mang quân hàm trung sĩ và đều mới 19 tuổi. VOV mới đây đưa tin quân đội Nga đang có những điều động chiến thuật nhằm tạo thế đánh chiếm thêm lãnh thổ ở tỉnh Donetsk, xóa sổ khúc lồi của Ukraine tại đây. Lực lượng Nga đã hoạt động ở cả miền Nam để ngăn Ukraine đưa quân từ đây lên hỗ trợ mặt trận Donetsk. Lực lượng Nga trong thời gian gần đây nối lại các đòn tấn công chiến thuật ở khu vực giáp danh giữa tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhia, là khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine, đồng thời thu được những thành quả ở cấp chiến thuật trong các cuộc tiến công cục bộ. Tuy nhiên, hoạt động này cho tới nay dường như vẫn chưa phải là một phần trong nỗ lực tiến công quy mô lớn hơn ở cấp chiến dịch để hỗ trợ cho chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn của Nga ở phần phía tây của tỉnh Donetsk. Các nguồn tin của Nga và Ukraine tuyên bố vào các ngày 12 tháng 10 năm 2024 và ngày 13 tháng 10 rằng bên phía Nga, các yếu tố thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ 336 của Nga là hạm đội Baltic quân khu Leningrad, Trung đoàn Súng trường Cơ giới 394, Sư đoàn Súng trường Cơ giới 127, Tập đoàn Quân binh Chủng hợp thành số 5, quân khu miền đông của Nga đã mở các cuộc tấn công gần khu định cư Levadne, tây nam của Velika Novosinka và đột phá qua phòng tuyến Ukraine. Một nhà quan sát quân sự Ukraine nhận xét các lực lượng Nga đã tới được ngoại vi Levadne và tiến lên theo hướng novo -Darivka. Riêng các blogger quân sự Nga tuyên bố rộng rãi rằng lực lượng Nga đã chiếm được Levadne và tiến tới tận ngoại vi phía nam của novo Daripka, mặc dù Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington, Mỹ, chưa nhận thấy có xác nhận chính thức từ phía Nga. Những thành quả chiến thuật này không phải là kết quả của bước đột phá nào từ phía Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo rằng quân Nga bắt đầu thực hiện những cuộc tiến công mới ở Tây Bắc Velika-Novosinka bắt đầu vào khoảng ngày 11 tháng 10 phát ngôn viên nhóm tác chiến Kotysia của Ukraine, Đại tá Vladislav Volosin hôm 3 tháng 10 thông báo rằng lực lượng Nga đang chuẩn bị các nhóm xung kích cho chiến dịch tiến công ở tỉnh Zaporizhia trong tương lai gần, nhưng các lực lượng Ukraine chưa phát hiện sự tập trung lớn nào của lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Phát ngôn viên Volosin bổ sung rằng hoạt động tiến quân theo kế hoạch của Nga là nhằm cải thiện vị trí chiến thuật của Nga và thiết lập các chỗ đứng chiến thuật cho hoạt động tiến công tiếp theo. Vào đầu tháng 10, lực lượng Nga hoạt động tại khu vực Yên ắng nằm ở phía tây tỉnh Zaporizhia, gần Kamizhansk, phía nam của Sepholnix. Tuy nhiên, hoạt động quân sự của Nga tại đây cho tới nay khá giới hạn và chỉ mang lại cho Nga một số thành quả chiến thuật nhỏ. Các lực lượng Nga có thể đang tái kích hoạt ở những khu vực ít nổi bật này tại miền nam Ukraine nhằm chuyển hướng chú ý của Ukraine ra khỏi các hoạt động tiến công ưu tiên của Nga ở tỉnh Donetsk và để ghim chân lực lượng Ukraine dọc theo chiến tuyến ở miền nam Ukraine ngăn ngừa Ukraine tái triển khai lực lượng sang tỉnh Donetsk. Về mặt lý thuyết, hoạt động tiến công phối hợp của Nga ở khu vực giáp danh giữa các tỉnh Donetsk và Zaporizhia có thể hỗ trợ nỗ lực tác chiến đang diễn ra của Nga nhằm xóa sổ khúc lồi rộng lớn hơn của quân đội Ukraine ở phần phía tây của tỉnh Donetsk và tiến lên trục đường chính H-15 nối thành phố Donetsk với thành phố Zaporizhia bằng cách gây áp lực lên trục lộ T-0518 nối Velika Novosinka và Bahati và tạo sức ép lên sườn phía tây của lực lượng Ukraine ở tây tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, quân Nga đã hoạt động trên bờ phía tây của sông Mokriyali chảy về phía tây dọc theo lộ T0518 và ngoại vi phía tây của khu định cư Velika Novosibirsk và hiện đang nỗ lực tiến lên tại những khu vực tỏa ra từ sơn phía tây của khúc lồi quân đội Ukraine bên nửa phía tây tỉnh Donetsk. Có khả năng quân Nga cần chiếm Velika Novosinka nhằm thúc mạnh vào tuyến đường T-0518 và phấn đấu đạt được những bước tiến đáng kể vào sườn Tây khúc lồi Ukraine bằng cách tấn công mạnh vào bờ đông của sông Mokiriyali nhằm ngay về phía nam của Velika Novosinka. Một blogger quân sự đáng chú ý có mối liên hệ với Điện Kremlin nhận xét vào hôm 13 tháng 10 rằng có khoảng lặng trong hoạt động quân sự của Nga ở phía bắc của Saromyskoye và Urozhene Cả hai đều nằm về phía nam khu Velika Novosinka và nằm ngay tương ứng trên bờ Tây và bờ Đông của Mokyali. Về lý thuyết, đa tiến của quân Nga trong khu vực Levadne, Novodadivka có thể nhằm cắt đứt con đường bộ, nối Huli Aipole với Velika Novosinka làm suy yếu khả năng cung cấp hậu cần của quân Ukraine cho Velika Novosinka trước những cuộc tiến công giả định tăng cường nhằm đánh chiếm Velika Novosinka. ISVK chưa quan sát thấy báo cáo nào cho rằng lực lượng Nga đang thực hiện những cuộc tấn công lớn đáng kể trong khu vực các tỉnh Donetsk và Zaporizhia hay có nỗ lực tập trung binh lực và khí tài trong một cuộc tiến công dữ dội ngang với chiến dịch tiến công của Nga ở miền đông Ukraine. Trái lại, các lực lượng Nga đã tái triển khai lực lượng trước đây có mặt ở khu vực giáp danh Donetsk, Zaporizhia và những nơi khác ở miền nam Ukraine nhằm đáp trả cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Theo báo dân chí đưa tin, sơ Hy Bradchuk, phát ngôn viên của đơn vị phía Nam thuộc quân đội tình nguyện Ukraine tuyên bố rằng việc ký ép giành lại mũi Kienburn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhiệm vụ này sẽ phụ thuộc vào năng lực và sự chuẩn bị của quân đội Ukraine. Ông cho hay, ông Bradchuk nói, quyết định sẽ được cấp chỉ huy cao hơn đưa ra. Giờ đây chúng ta không thể nói rằng một cuộc tấn công vào Kienburn sẽ diễn ra ngay lập tức. Hoạt động này sẽ được tiến hành một cách toàn diện bằng nhiều phương tiện khác nhau. Câu hỏi không phải Ukraine có giành lại kim hay không, mà là khi nào và tùy theo khả năng, nguồn lực và nhiệm vụ tác chiến mà chúng ta hiện có. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đang chuẩn bị giành lại kim vì họ coi đây là một trong những hướng tấn công chính ở mặt trận miền nam Ukraine. Ông Bradchuk nhấn mạnh Hoạt động tác chiến của Ukraine xung quanh Kinburn Speed diễn ra từ từ, mục tiêu rất rõ ràng, loại bỏ quân đối thủ, thiết bị và làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga tại địa điểm này. Mũi đất là một điểm chiến lược thiết yếu để tiến lên và giành lại lãnh thổ của chúng ta. Ông giải thích tầm quan trọng chiến lược của Kinburn đối với việc khôi phục hoạt động tại cảng Mykolaiv và các tuyến đường thương mại trên biển. Ông Bratchuk giải thích Ukraine phải giành lại được Kinburn và toàn bộ khu vực Mykolaiv. Điều này sẽ cho phép cảng Mykolaiv tiếp tục hoạt động, tham gia vào các cảng chính ở Odessa và hướng tới các hành lang xuất nhập khẩu của đất nước chúng ta. Đối thủ giữ chặt vào vị trí này vì nó cho phép Nga duy trì áp lực lên khu vực Biển Đen phía Tây Bắc. Nga đang tăng cứng nhân sự vũ khí và đã triển khai một số tàu thuyền từ đội tàu ở Crimea tới đây. Mũi Kinburn là một giải đất nhỏ được hình thành nơi sông Dnieper gặp biển đen. Theo giới quan sát, phía nào kiểm soát được mũi Kinburn sẽ kiểm soát được lối vào sông Dnieper và các cảng ở Kherson và Mykolaiv. Nga đã giành được bán đảo Kinburn vào tháng 6 năm 2022. Sau khi giành được quyền kiểm soát khu vực, Nga đã tiến hành các cuộc tập kích bằng pháo và tên lửa nhằm vào Ukraine từ đây. Bộ Chỉ huy tác chiến phía nam của Ukraine trước đây đã mô tả khu vực này là trọng tâm nguồn lực, vũ khí và thiết bị của đối thủ. Dù Nga đã rút quân khỏi một phần Kherson từ mùa thu năm 2022, nhưng họ vẫn duy trì hiện diện ở Kinburn trong hơn hai năm qua. Nắm được Kinburn giúp Nga triển khai lực lượng vào sâu Biển Đen kiểm soát các tuyến đường tới hai cảng là Mykolaiv và Kherson, cũng như là ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Ukraine vào Crimea. Trong thời gian qua, Ukraine đã thực hiện một số vụ đột kích vào Kienber nhằm làm tiêu hao năng lực tác chiến của Nga. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, nếu giành lại được mũi Kienber, Ukraine sẽ nắm được vị trí tiền tiêu cho hoạt động trong tương lai ở bờ trái sông Nịp, nơi Nga đang kiểm soát. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ nhận định, việc Ukraine kiểm soát mũi đất Kienber sẽ khiến Nga giảm bớt các cuộc tấn công vào bờ biển đen do Ukraine kiểm soát, tăng cường hoạt động hải quân trong khu vực. Ukraine sẽ có cơ hội lớn hơn để tiến sang bờ trái của vùng Kherson mà không phải đối phó với mưa hỏa lực quá lớn của Nga nếu so với phương án vượt qua sông Dnipro. Kênh 3 đưa tin, tại khu vực Kursk thuộc Nga, lực lượng Moscow đang tham gia vào các cuộc giao tranh chiến ác liệt ở Lyubimovka. Cùng lúc, các cuộc tấn công hỏa lực vào cơ sở hạ tầng của đối phương ở Sumy vẫn đang tiếp diễn. Quân đội Nga được cho là đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Liubimovka và Tonsiluk, khiến sườn phía tây của lực lượng Kiev ở Kursk thực sự sụp đổ, đối mặt nguy cơ vỡ trận toàn diện. Trong khi đó, tại Galuskovo, lực lượng Moscow đang tiến công dữ dội nhằm đánh bật các đội hình của Kiev khỏi Novibut. Một số cuộc phản công của lực lượng Kiev đã bị đẩy lùi ở quận Kodenevo, các cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát Liu Bimoka vẫn tiếp diễn. Theo một số báo cáo mới nhất, lực lượng Kiev đã tháo chạy khỏi ngôi làng. Một số cuộc tấn công của Ukraine từ Tonsiluk và hướng về Pokrovskoye đã bị đẩy lùi. Khu vực Tây Bắc quận Suza, lực lượng Moscow thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng pháo vào các vị trí của đối phương ở Ruskoye, Poreknoye và cấu hình của tuyến đầu ở Chekaskaya, Konopenka đã được làm rõ. UAV Nga cũng đã tấn công các vị trí Ukraine tại Bắc Martinivka gần khu định cư Krulik. Tại Sumy, lực lượng Moscow đang tấn công nhiều mục tiêu của đối phương ở cả trung tâm hành chính và xa hơn nữa. Ví dụ, ở khu vực Kyanisya, một cuộc tập kích đã được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo Iskander phá hủy một trận địa pháo phản lực Vampir của đối phương. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky thông tin Nga đã triển khai 50.000 quân từ các mặt trận khác tới Kursk. Theo ông, động thái này đã làm suy yếu vị thế của quân đội Nga tại các vùng xung đột ở Ukraine, mà đặc biệt tại mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatos. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 13 tháng 10, 8 quân nhân Ukraine đã đầu hàng, kỳ ép mất thêm hơn 300 binh sĩ, nâng tổng số lính Ukraine thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích vùng biên giới Nga lên tới hơn 22.600 người. Ngoài ra, theo thống kê, Kiev đã mất lượng lớn khí tài trong các cuộc giao tranh tại đây, gồm 157 xe tăng, 72 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 909 xe thiết giáp chiến đấu, 619 phương tiện, 186 khẩu pháo, 36 bệ phóng đa tên lửa, bao gồm cả 9 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 6 hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS. Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận trước các dữ liệu do phía Nga công bố. Trong khi đó, thanh tra viên Daniana Moskankova của Ủy ban Nhân quyền Nga, ít nhất 112.000 người đã phải sơ tán khỏi vùng Kurs kể từ khi quân đội Ukraine bất ngờ tấn công vùng biên giới này hôm 6 tháng 8. Trong đó, khoảng 12.000 người đang sống tạm bỡ tại các trung tâm lưu trú tạm thời cũng như các trung tâm cơ sở cộng đồng. Hiện khoảng 40.000 người dân đã quyết định trở về nhà. Theo Vietnamnet đưa tin, các lực lượng kế ép đang tiếp tục chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga và đã giành được quyền kiểm soát một số khu vực dân cư tại đây kể từ đầu tháng 9. Hãng tin TASS trích dẫn thông cáo vào ngày 13 tháng 10 của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong vòng 24 giờ qua, quân đội nước này đã đẩy lùi 5 nỗ lực phản kích của binh lính Ukraine gần các khu vực Zelenyslyak, Nidniklin và Pokrovsky thuộc Kursk các lực lượng Moscow cũng ngăn chặn thành công một âm mưu mới nhằm tấn công xuyên biên giới theo hướng Noviput ở Kursk. Theo nhà chức trách Nga, trong ngày 13 tháng 10 ở Kursk, 8 quân nhân Ukraine đã đầu hàng và Kiev mất thêm hơn 300 binh sĩ, nâng tổng số lính Ukraine thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga lên tới hơn 22.600 người. Ngoài ra, Moscow cũng thống kê đối phương đã mất lượng lớn khí tài trong các cuộc giao tranh tại đây, gồm 157 xe tăng, 72 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 909 xe thiết giáp chiến đấu, 619 phương tiện, 186 khẩu pháo, 36 bệ phóng đa tên lửa, bao gồm cả 9 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 6 hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS. Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận trước các dữ liệu do phía Nga công bố. Báo Dân Việt mới đây đưa tin lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một khu định cư khác ở miền đông Ukraine. Moscow cho biết vào ngày 13 tháng 10, nếu được xác nhận thì đây sẽ là thành quả mới nhất trong một loạt thành quả đạt được ở khu vực Donetsk. Điện Kremlin cho biết rằng nhóm lực lượng trung tâm của nước này đã chiếm được làng Mikhailivka ở Donetsk tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga có thể đang ám chỉ đến ngôi làng ngay phía đông Selidove, phía đông nam của trung tâm chiến lược Pokrovs do Ukraine nắm giữ, nơi Moscow đang tập trung nỗ lực. Quân đội Ukraine đã chuyển hướng Newsweek đến các tuyên bố chính thức được công khai của họ khi được yêu cầu bình luận vào ngày 13 tháng 10. Trong bản cập nhật được công bố lúc 4 giờ chiều theo giờ địa phương, Bộ Tổng tham mưu Ukraine không nhắc đến tên Mikhail nhưng cho biết Lực lượng Nga đang tập trung nỗ lực chính gần Selidove, nơi đã diễn ra 12 trận chiến cho đến nay. Blog theo dõi chiến tranh nổi tiếng của Ukraine, Deepset cho thấy phần lớn Mikhailivka nằm dưới sự kiểm soát của Nga tính đến ngày 13 tháng 10. Hơn hai năm rưỡi sau cuộc chiến toàn diện, Moscow vẫn tiếp tục gây áp lực lên các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông. Kiev liên tục báo cáo rằng giao tranh ác liệt nhất diễn ra dọc theo các phần của tuyến đầu chạy qua Donetsk cùng với vùng lân cận Luhansk tạo nên vùng trung tâm công nghiệp được gọi là Donbass. Nhưng giao tranh vẫn nổ ra ở vùng Kharkov, đông bắc Ukraine kể từ khi Moscow phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng 5, và Nga đã mất nhiều tháng để cố gắng chống lại các hoạt động của Kiev kể từ khi quốc gia láng giềng phía Tây này bất ngờ tấn công vào lãnh thổ này vào đầu tháng 8 lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã gióng lên hồi chuông báo động về các hoạt động tấn công mới ở khu vực phía nam Zaporizhia. Nga đã phải vật lộn để tiến về phía tây thành phố Bakhmut bị tàn phá kể từ khi chiếm được thành phố này vào tháng 5 năm 2023, và phía tây Abdiivka kể từ khi thành trì cũ của Ukraine sụp đổ vào tháng 2 năm nay. Kể từ cuối mùa đông đầu năm nay, Moscow đã tuyên bố chủ quyền đối với một loạt các khu định cư ở phía tây Abdiivka hướng về Pokrovsk. Khu định cư sau này được gọi là khu định cư pháo đài là chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ngăn chặn nga tiến về phía tây khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine vào sáng ngày 13 tháng 10 cho biết lực lượng của họ đã ngăn chặn 36 cuộc tấn công của nga xung quanh Pokrovsk trong vòng 24 giờ trước đó, bao gồm cả xung quanh Mikhailivka và Selidove. Theo phân tích mới nhất từ Viện nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng nga không có bất kỳ tiến triển nào được xác nhận dọc theo khu vực tiền tuyến Pokrovsk vào ngày 12 tháng 10. Riêng ngày 13 tháng 10, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin rằng lực lượng Ukraine đã bắt đầu rút lui một phần khỏi thành phố quan trọng Torres, phía đông Pokrovsk và phía tây nam Bắc Mớt. Quân đội Ukraine không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Reuters đưa tin, ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ gửi hệ thống chống tên lửa tiên tiến có tên phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAZ cho Israel nhằm tăng cường khả năng phòng không của Tel Aviv. Cũng theo ông Biden, Washington cũng sẽ gửi các binh sĩ Mỹ tới Israel để vận hành hệ thống này. Tuy nhiên, Mỹ không nói rõ thời điểm cụ thể triển khai hệ thống phòng thủ THAAD. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết, việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ THAAD ở Israel sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không thích hợp của Tel Aviv. Ông Ryder nói, đây là một phần trong những điều chỉnh quy mô lớn mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong những tháng gần đây nhằm hỗ trợ phòng thủ cho Israel và bảo vệ người Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Iran và các lực lượng dân quân liên kết với Tehran. Được phát triển bởi tập đoàn Lockheed Martin, THAZ được thiết kế để phá hủy các đầu đạn của đối phương chỉ bằng lực động, với các đầu đạn đánh chặn dài 6,17m, nặng 900kg, trị giá 12 triệu đô la Mỹ. Hệ thống này trang bị động cơ Pratt Whitney kết đai, nhiên liệu rắn một tầng, có vector lực đẩy và khả năng tăng tốc lên tới tốc độ móc 8,2. Mỗi xe phóng hem TT LHS của THAZ có thể mang theo 8 tên lửa đánh chặn cùng với các xe phóng, một xe chỉ huy và điều khiển, các cụm pháo có radar tìm kiếm và theo dõi Raytheon ANTPI 2XX Ben với phạm vi phát hiện 1.000 km. Một cụm pháo THAZ đơn lẻ có giá 800 triệu đô la Mỹ, trong khi giá cho khách nước ngoài lên tới 1,13 tỷ đô la Mỹ. Theo nhà thiết kế và sản xuất Lockheed Martin, hệ thống THAAZ được thiết kế để chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Hệ thống này được cho là có tầm bắn khoảng 200 km, mặc dù radar của nó có thể phát hiện các mối đe dọa đang tiến đến ở khoảng cách xa hơn nhiều. Theo Tổ chức Tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, hệ thống THAAZ có thể bao phủ một khu vực rộng lớn hơn so với khả năng của hệ thống Patriot. Điểm đặc biệt của THAZ là nó không mang theo đầu đạn chứa thuốc nổ. Thay vào đó, nó sử dụng động năng từ vụ va chạm tốc độ cao để tiêu diệt mục tiêu. Ngoài ra, THAZ được trang bị công nghệ hit to kill truy đuổi tiêu diệt, tiên tiến cho phép vô hiệu hóa các tên lửa đạn đạo bên trong hoặc bên ngoài khí quyển. Trong quá trình tiêu diệt mục tiêu của THAZ, một tên lửa mục tiêu sẽ được phóng đi từ một vị trí nằm khá xa, tiếp đến radar an ANTPI-2 sẽ theo dõi và tính toán quỹ đạo bay của tên lửa mục tiêu. Thông tin từ radar AN-TPI-2 sẽ gửi đến trung tâm điều khiển để xử lý và chuyển tiếp cho hệ thống kiểm soát bắn. Một radar AN-TPI-2 thứ hai sẽ làm nhiệm vụ điều khiển hỏa lực dẫn đường cho tên lửa đánh chặn mục tiêu. Quá trình từ lúc phát hiện mục tiêu đến khi phóng tên lửa đánh chặn mất khoảng 5 phút. THAAZ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo trong phạm vi từ 150 đến 200 km. Thông tin từ báo Vietnamnet cho biết, quân đội Nga đã tăng cường phản công để giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị lực lượng Ukraine chiếm đóng tại vùng biên cất. Sau thời gian ngắn triển khai đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kurs của Nga, hồi đầu tháng 8, Ukraine tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ của đối phương. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công Kurs được cho là khiến quân đội Ukraine buộc phải giàn trải lực lượng quá mức, trong khi các lực lượng Nga vẫn từng bước giành được ưu thế ở khu vực Donetsk của Ukraine. Theo bản cập nhật mới nhất hôm 11 tháng 10 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh kép dường như các lực lượng Nga đã tiến vào các điểm quan trọng mà quân đội Ukraine đang chiếm đóng ở Kursk và gần như hoàn toàn xóa sổ những điểm có quy mô nhỏ hơn mà binh sĩ Ukraine kiểm soát ở quận Glutkovsky. Các blogger quân sự Nga cho biết quân đội nước này đã bao vây lực lượng Ukraine tại các làng Liubimovka và Tolstilov. Song ISVK thừa nhận họ không thể xác nhận những tuyên bố này hoặc báo cáo về các cuộc tấn công cơ giới quy mô tiểu đoàn mà Nga đang triển khai trong khu vực, cũng như các lực lượng Moscow đã giành lại được khu định cư nào hay chưa. Trong khi đó, ông Andriy Kovalenko tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng Moscow giành được ưu thế ở Kursk. Theo ông, kế hoạch của Nga tại Kursk đã bị cản trở và các lực lượng Moscow đang phải chịu tổn thất đáng kể về thiết bị. Tuy nhiên, bản đồ mới nhất của ISVK cho thấy Nga đã tiến về phía Nam và Tây thị trấn Veseloye cũng như phía Bắc Moka trong hai ngày 10 và 11 tháng 10. Cũng trong ngày 11 tháng 10, cơ quan tình báo nguồn mở của Ukraine Deep State cho biết tình hình ở Kurs vẫn khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát và các lực lượng Kiev đang tiến hành nỗ lực ổn định song chưa thể giành lại quyền kiểm soát những thứ đã mất. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Còn theo ISVK, Nga có khả năng đang cố gắng đẩy các lực lượng Ukraine ra khỏi vùng Cớt trong điều kiện địa hình khô ráo trước khi mưa nhiều vào mùa thu và đông, khiến mọi hoạt động cơ động trở nên khó khăn, trong khi khuyến khích phía Ukraine cố thủ. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shitsky cho hay Nga đã triển khai 50.000 quân từ các mặt trận khác tới Cớt. Theo ông, động thái này đã làm suy yếu vị thế của quân đội Nga tại các vùng xung đột ở Ukraine mà đặc biệt là tại mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk. Kênh Didovka cho biết lực lượng Moscow đã đánh sập tờ và hình thành một vạc dầu đốt cháy quân đội Ukraine AFU ở Pokrovs. Tuần qua được đánh dấu bằng những thành công của RF AF trên một số hướng tiền tuyến. Trước hết, họ cuối cùng đã hoàn thành việc hạ gục tờ đánh dấu sự phát triển không thể ngăn cản, vốn được dự đoán từ lâu ở Selidovo và Kudakove. Với những sự kiện mới nhất, lực lượng Moscow đang phát triển với tốc độ chóng mặt. AFO tại làng Konyak liên kề thực sự nằm trong vạc dầu sôi sùng sục đang được hình thành ở đây. Đáng chú ý nhất là cuộc đột phá của lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 Nga trên mặt trận Kurs. Cuộc phản công của lực lượng Moscow mỗi ngày một bùng nổ mạnh mẽ hơn với những thắng lợi liên tiếp và xu hướng này về nguyên tắc không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho quân đội Ukraine. Các đơn vị nga đang dần hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc tấn công Torres. Lực lượng Kf đang mất quyền kiểm soát các khu vực lân cận nhưng vẫn giữ được mỏ trung tâm và các bãi thải ở đó. Đây là những điểm cao khống chế khu vực. Muốn đánh sập hoàn toàn thành phố, RFAF phải lấy bằng được những vị trí then chốt này. Theo kênh Tiba, tại mặt trận Kursk, lực lượng Moscow đang tham gia vào các trận chiến ác liệt ở khu vực Liubimovka, đồng thời cuộc tấn công hỏa lực vào cơ sở hạ tầng của đối phương ở Sumy vẫn tiếp diễn không ngừng. RFAF được cho là đã chiếm lại các khu định cư Liubimovka và Tonsiluk, khiến sườn phía tây của lực lượng Kiev ở Kursk thực sự sụp đổ, có thể dẫn tới vỡ trận toàn diện. Tại quận Kluskovo, lực lượng Moscow đang cố gắng đánh bật các đội hình của Kiev khỏi Novipod. Một số cuộc phản công của AFU cũng đã bị đẩy lùi. Ở quận Korenevo, trận chiến giành lưu Bimokka vẫn tiếp diễn. Theo một số báo cáo, lực lượng Kiev đã tháo chạy khỏi làng. Một số cuộc tấn công của AFU từ Tonsiluk và hướng về Pokrovskoye đã bị đẩy lùi. Về phía Tây Bắc quận Susha, lực lượng Moscow thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng pháo vào các vị trí của đối phương ở Ruskojye Porechnoye và cấu hình của tuyến đầu ở Chekaska, Konopenka đã được làm rõ. Phía Bắc Martinipka, gần khu định cư Krulik, UAV Nga đã tấn công các vị trí AFO, do đó vành đai rừng phía Nam ngôi làng hiện do các đội hình kf nắm giữ. Lực lượng mặt đất Nga được không quân hỗ trợ tấn công vào các cứ điểm và khu vực tập trung nhân sự đối phương. Tại đây, một xe tăng và một xe bán tải của AFO đã bị máy bay không người lái tấn công. Trên bầu trời xuất ra và các vùng xung quanh, hơn một chục trường hợp UAV đánh chặn của Ukraine, bắn hạ UAV trinh sát Nga đã được ghi nhận trong những ngày gần đây. Cho đến nay, những tổn thất này không dẫn đến hậu quả đáng kể trên chiến trường, nhưng cần phải tính đến sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công hiệu quả của AFO nhằm vào UAV Nga ở một số khu vực tại Sumy, lực lượng Moscow đang tấn công nhiều mục tiêu của đối phương ở cả trung tâm hành chính và xa hơn nữa. Ví dụ, ở khu vực Kyanisya, một cuộc tập kích đã được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo Iskander, phá hủy một trận địa pháo phản lực Vampir của đối phương. Kênh Tiba đưa tin, cuối tuần qua, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu ở Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk và Sumy. Để trả đũa, Kiev tấn công một kho nhiên liệu Nga ở Rovenki thuộc vùng Lugansk bằng UAV, đồng thời gây thiệt hại cho khu dân cư ở Krasnodar Theo hướng Pokrovsk, các mũi xung kích RF-AF đang mở rộng vùng kiểm soát một cách có hệ thống ở khu vực Lysovka sau khi đổ bộ một nhóm lính dù xuống vùng ngoại ô phía đông nam. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đang chiến đấu ở khu vực Zelane Druhe và dọn sạch các trang trại ở phía tây tờ Sukurino với lá cờ Nga được kéo lên ở ngôi làng. Về phía Vremivka, lính thủy đánh bộ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ và nhanh chóng, đẩy lùi AFU ra khỏi Levane, chiếm giữ ngôi làng. Kênh Avi Boenkori cũng xác nhận bước tiến thần tốc của Nga khi mở cuộc tấn công ở phía nam, xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương trên mặt trận Zaporizhia. Nguồn tin quân sự ủng hộ Kiev cũng thừa nhận bước tiến của RFAF tại khu vực này. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 13 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vào Chủ nhật, 105 cuộc giao tranh đã diễn ra, tình hình vẫn nóng nhất tại Kudakovka, đối phương cũng hoạt động mạnh ở Liman, Pokrovsk và Kupiansk. Báo cáo có đoạn, Nga thực hiện 43 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, ném 76 bom KAB, sử dụng 418 UAV. Họ cũng thực hiện hơn 2.900 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu xác nhận lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của edf ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Torres, Vremovsky, Odekov và Dnipro. Đối phương đã cố gắng xuyên thủng phòng tuyến mươi 22 lần, tập trung nỗ lực chính tại khu vực Selidovo, nơi họ đã thực hiện 15 lần xung phong. Moscow cũng đang phải chịu tổn thất đáng kể. Theo thông tin sơ bộ, AFU đã vô hiệu hóa 228 binh sĩ Nga, trong đó có 105 người thiệt mạng, một xe chiến đấu bọc thép và ba xe ô tô bị phá hủy, báo cáo viết. Tình hình khó khăn ở hướng Kurakhovka, nơi EDFAF tấn công 29 lần, hoạt động tích cực nhất ở các khu vực Zelani Vatoroye và Konstantinovka. Hiện tại, lực lượng Kiev đã đẩy lùi 19 đợt tấn công, 10 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra, Bộ Tổng tham mưu cho hay. Theo thông tin mới nhất từ báo Đời Sống và Pháp Luật, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cho rằng với không gian hoạt động, Kiev ít nhất sẽ có cơ hội đột phá trên một khu vực biên giới khác. Dựa trên các dữ liệu thu thập được, kênh Tidopka nhận định rằng gần đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố một chiến dịch tấn công mới trên lãnh thổ Nga, nhưng không nói rõ chính xác là ở đâu. Tuy nhiên, theo các nguồn tin quân sự, nơi này có thể chính là vùng Bryansk. Những điểm có khả năng đột phá nhất có thể gồm các quận là Krimovsky và Suzemsky, nơi mà lực lượng Ukraine đã cố gắng xâm nhập trong năm nay với sự hỗ trợ của các xe tăng đơn lẻ. Theo mục tiêu này sẽ có một số kịch bản có thể xảy ra. Đầu tiên, Ukraine có thể thọc sâu theo nhóm nhỏ vào khu vực phía đông vùng Bryansk, nơi có những khu rừng và những con đường nông thôn. Khu vực kể từ đầu mùa thu đã biến thành một mớ hỗn độn tự nhiên, theo đó quân đội Nga sẽ không dễ dàng chống lại các đơn vị nhỏ. Ở kịch bản thứ hai, bước đột phá sẽ nằm trên khu vực phía tây của lực lượng Kiev, nơi tỷ lệ rừng nhỏ hơn nhưng có nhiều làng mạc và khu định cư hơn, nơi binh lính có thể cố gắng xâm nhập sâu nhất. Cũng có kịch bản thứ ba, khi đó ông Zelensky sẽ quyết định không lãng phí thời gian vào những đòn tấn công lẻ tẻ mà đột phá biên giới Nga từ cả hai phía cùng lúc. Rõ ràng những kế hoạch như vậy đang được các cơ quan cao nhất của Kiev xem xét nghiêm túc do thực tế là hầu hết lực lượng Moscow đều tập trung ở Kursk. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cho rằng với không gian hoạt động, Kiev ít nhất sẽ có cơ hội đột phá trên một khu vực biên giới khác. Điều quan trọng là Nga phải theo dõi thời điểm gia tăng hoạt động của đối phương để ngăn chặn kịp thời những diễn biến như vậy. Ukraine phát động cuộc tấn công vào Kursk từ ngày 6 tháng 8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một trong những mục tiêu chính của chiến dịch này là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các chiến trường ở miền đông Ukraine, củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Ở hai tuần đầu của chiến dịch, quân đội Ukraine tiến công rất nhanh chóng và kiểm soát gần 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, cuộc tấn công bắt đầu chững lại khi Nga điều viện binh, tiến hành phản công và giành lại một phần lãnh thổ. Theo Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky, Nga đã tái triển khai khoảng 50.000 quân tới tỉnh Kursk. Ông cho rằng hành động đó làm suy yếu lực lượng Nga ở các khu vực khác trên chiến trường Ukraine, đặc biệt là trên các mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk. Mặc dù vậy, Nga tiếp tục đạt được các bước tiến ở mặt trận miền đông Ukraine và khẳng định chiến dịch của Ukraine ở Kursk đã thất bại. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã mất 22.300 binh sĩ là thiệt mạng và bị thương, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống phóng loạt, bao gồm 9 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, 5 xe vận chuyển nạp đạn, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không và 22 thiết bị kỹ thuật. Theo các nhà phân tích, chiến dịch Kursk của Kiev có thể đã tạo điều kiện để Nga tiến công nhanh chưa từng có và tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Trong tháng này, Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Voleda ở Donetsk sau hai năm giao tranh với lực lượng Ukraine. Nga cũng đang kiểm soát một nửa thành phố chiến lược Torres ở Donetsk.